choáng với hình ảnh đầu tiên trong cuộc sống đời thường của Hoàng Anh khi sang Mỹ. Đoàn tụ cùng vợ con, rũ bỏ hào quang nghệ thuật Hoàng Anh cũng như bao người chồng, người cha khác của cuộc sống khi sang Mỹ cùng vợ con. Vài ngày qua, thông tin nam diễn viên Hoàng Anh sang Mỹ định cư với vợ con khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ, bởi anh đang rất nổi tiếng với vai công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây hẳn là một quyết định vô cùng khó khăn với anh, thế nên cuộc sống của nam diễn viên nơi đất khách quê người lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Trên trang cá nhân, vợ Hoàng Anh là Quỳnh Như vừa đăng tải những hình ảnh rất đổi bình thường của chồng trong cuộc sống đời thường. Hoàng Anh diện đồ đơn giản, cặm cụi cuốc đất, chăm chút cho mảnh vườn nhỏ nhà mình. Nam diễn viên thần thái vui tươi và rất tận hưởng công việc lao động. Chia sẻ cảm giác khi đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh khá vui vẻ. Được ở gần vợ con là vui nhất. Tôi vẫn luôn muốn sống cạnh những người thân yêu của đời mình. Thực sự cảm giác xa cách mỗi người ở một nơi trước đây buồn và khó chịu trong lòng. Sang đây tôi bị trái múi giờ, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Khu vực nhà vợ tôi sinh sống có nhiều người Việt. Gần nhà cũng đông quán xá, cửa hàng. Tiện hơn là người dân đa phần cũng nói tiếng Việt, nên chuyện bất đồng ngôn ngữ là không có. Tôi vẫn đang trau dồi tiếng Anh và giao tiếp thường xuyên bằng tiếng Anh để thuận tiện cho công việc sau này. Nói về quyết định từ bỏ nghệ thuật để sang Mỹ, Hoàng Anh cho biết anh tốn 2 tháng để cân nhắc. Từ khi kết hôn với bà xã, tôi đã biết mình phải định cư nước ngoài vì không thể bỏ vợ con một thân một mình bên đó. Hồi Tết vừa qua, khi vợ tôi bế con về ăn Tết, cũng đã khuyên tôi nên sang cùng cô ấy và con, nhưng tôi khá phân vân vì còn mê nghề quá. Tôi nói để tôi suy nghĩ. Hỏi tôi có buồn không khi xa Việt Nam, xa đam mê của mình, tôi đảm bảo là buồn. Tuy nhiên tôi lại không tiếc, ở thời điểm 5 năm trước, khi phim truyền hình vẫn còn thịnh hành, đang đắc show mà tôi bỏ nghề ra đi, tôi mới là người có lỗi. Còn hiện tại phim truyền hình không như xưa, diễn viên không mấy đứt sống. Tôi chỉ biết đóng phim, nhưng đồng lương diễn viên sống không nổi. Tôi tiếc cho nền phim ảnh nước nhà thôi. Tôi đi khi mình vẫn còn nhiều người nhớ đến. Khoảng vài năm tôi lại về. Nếu có phim hợp tôi nhận, khán giả lại nhớ ra tôi chính là Hoàng Anh, từng đóng phim này phim kia, thế cũng là vui. Từ lúc con gái sinh ra, tôi cũng không có thời gian bên con nhiều, tình cảm cha con cũng không bền chặt. Tôi muốn bù đắp lại cho con của tôi tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.